Lẹ nó chạy. Hello, nhóm của mình xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay thì Lộc với Tú nè, hai mình có tại lúc ở nhà có thương lượng với nhau là hôm nay thì thấy ở đây rất là nhiều bài dịch và muốn cho mọi người xem về cách làm một dịch của tụi mình. Thứ nhất, thứ hai là mình có tạo ra cái thử thách là hai thằng đi lượm dịch và mỗi thằng một cái máy quay riêng và lượm. Nếu mà ai lượm nhiều thì ăn nhiều, nếu ai lượm ít thì ăn ít, không được xin người nọ. Thì ở đây thì dịch người ta chạy đồng á rất là nhiều. Nhưng mà Lộc xin nói với mọi người như thế này là tiêu đề là Lộc gắn để là hộp vịt trời nha mọi người. Mọi người đừng có thắc mắc tại sao Lộc để như vậy. Tại vì cái chiến dịch này là không phải giờ là chiến dịch của Lộc nuôi. Dịch con dịch cũng không phải của Lộc nuôi, không phải đứa nuôi mà vịt của người khác. Và nó đẻ và mình lụm và có thể là mình ăn cái chiến dịch đó. Mình xem như cái hộp vịt cho đó. Mình vậy đó. Vậy đó, người ta gọi là mình cứ gọi là hộp vịt trời thôi. Chứ mà mấy bạn đừng có thắc mắc là tại sao lại có ai đâu. Chứ mình hỏi mọi người thôi là về thời buổi bây giờ làm gì kiếm ra được ổ vịt trời rất là khó, rất là khó ư. Nói chung là chỉ có vào rừng, vào những cái khu đầm quan như cái khu từng mình từng làm tiếp đó là có. Nhưng mà nó rất là xa nhà mình, cách mấy chục cây km lận. Mỗi lần đi rất là khó khăn và nó rất là, phải nói là khó để mình hoạt động và làm được clip. Trong khi đó mình làm không có tiền nhiều, tiền xăng, tiền cộ, tiền ăn, tiền uống là hết. Nói chung là mình làm, mình cố gắng làm cho để mọi người xem, muốn chia sẻ tất cả. Mình mong mọi người ủng hộ mình bằng cách like, share video. Và nếu chưa đăng ký thì hãy ấn vào nút đăng ký và bật cái chuông lên nha. Bật cái chuông lên để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ là những người đầu tiên xem clip này. Rồi bây giờ hai mình bắt đầu đi. Đi ra ngoài, mạnh ai nấy lụm thôi. Ai nhiều ăn nhiều, ai ít ít, ai không có khỏi ăn. Nào đi thôi nha, chào mọi người. Giờ mình với cháu mình thì thi coi nào lụm được hộp vịt nhiều, ăn nhiều, ít ít. Bây giờ mình đi, nó bên đó kìa. Đâu? Bể hả? À? Bể không tính ngang. Tao thấy một. Đi bể ơi. Nè mọi người thấy không? Tao làm trước. Tao được một hộp rồi mọi người. Được một hộp trước rồi. Thấy từ xa mà. Chết mẹ bể nữa rồi. Ở đây vịt bể nhiều nhiều quá bạn. Ở bên kia nãy có vịt đó. Coi nào lượm được nhiều nghe. Được một trứng đầu tiên. Để coi ai thắng đây, mình vừa được một trứng trước rồi đó. Ở đây hơi gió, mong mọi người thông cảm nha. Sao con trứng mọi trời. Ở bên đó trứng vịt nhiều đó mà sao qua bển được. Con trứng một trời. Bể cơ mà. Bên đó có đám vịt nữa kìa. Mà vịt ta đang ăn, mình lên đó chúng rượt quá. Được chỗ nào chưa? Vịt non. Thấy gì trời?
Tao đi qua miếng lúa ở đây à. Có hộp một nãy giờ cầm. Còn bể nữa nè. Má ơi. À. Chết tôi rồi. Không chích bể nữa nè. Chưa. Còn chích bể không à. Mồi ruộng có đẻ không biết. Không có trứng nào hết. Hôm đi nãy giờ mới được có một trứng, một tiếng đồng hồ. Mới được một trứng, thằng cháu mình đi lúp túp bên đó kìa các bạn. Mọi người thấy nào? Nó đó. Nó đi tới nhìn trời thiên nhìn đỉnh luôn mà không biết được hộp nào không nữa. Mình không biết tại sao mà ở đây hộp vịt nó ít đẻ đồng quá trời luôn. Nè nãy giờ nè. Có hộp một luôn. Đi là rất là lâu rồi. Có tiếng hồ rồi á. Nãy mới xuống là lụm được một hộp rồi, rất là mừng rồi. Ý. Trời ơi. Đây hộp nữa mọi người. Mọi người thấy không? Ừ. Vậy là ta được hai hộp rồi. Thằng đó thì mình không biết nó được hộp nào không nữa. Cầu mong nó đừng có hộp nào luôn. Đây nè, được hai hộp rồi mọi người. Một hộp dơ, một hộp sạch. Hộp mới, hộp cũ á. Được hai hộp, ráng kiếm thêm đi. Để vô hồi ăn nhái nó chơi. Đây sao vịt nó đẻ đồng quá trời. Hổm mình đi lụm bên kia cũng được bộn mà. Sao bữa nay đi ở khu này làm như người ta lụm hết hay sao đâu. Như trước mắt mình thấy có trứng vịt hay gì á. À cái trứng vịt. Hê, trứng đầu tiên sướng quá. Mình có một trứng nữa. Không biết được mấy trứng không biết nữa. Ủa, lúc dưới kia chứ kìa. Lúc dưới kinh chứ, mình lên nó có bài vịt luôn. Mình không dám vô bà dịch người ta mà đi vòng vòng mấy ngoại không mà. Mình thấy mình lại lụm thôi chứ mình không dám đứng giữa. Sợ tao đó bắt dịch nữa. Trước mặt mọi người là một bài dịch đó mọi người. Bây giờ mình lụm vòng vòng hoài không thấy trứng nào, có được con trứng một. Bây giờ quyết định đi thẳng vào giữa bà dịch luôn. Mọi người cũng nè. Mà chắc mình nghĩ người ta cũng không la gì đâu. Cái vịt này nó đang nằm bờ ruộng rất là nhiều nên chắc chắn là vịt sẽ đẻ bờ ruộng này. Nào chúng ta cùng đi nha. Nếu mà ta có la thì mình cũng phải nói
mình quay cho các bạn xem thôi. Không thấy chiến dịch nào cả. Toàn dịch non bể không các bạn ơi. Đây. Mình không tin là trên vụ này không có trứng nào. Thật tình luôn ta. Thật tình có trứng luôn. Đang xảy ra vụ gì đây? Dịch đẻ mà không thấy đẻ là sao? Ủa, đá vụ gì vậy? Tôi không dịch cái gì? Đàn ốc. Thấy tròn tròn tưởng nó không dịch không? Đàn ốc. Vải chưởng. Ây da. Rồi, thấy trước mắt mình không có trứng rồi đó. Ôi, đi luôn vô đông luôn. Đây là tao nó bắt dịch người ta nữa. Buồn thiệt chứ. Nguyên bà ruộng vậy mà không có trứng dịch nào. Số mình nhỏ đến vậy luôn đó. Mấy ông được ông biết không biết ông dưới mấy trứng rồi. Ta được trứng là hai trứng. Thấy các bạn thấy không? Vịt nè, vịt đá đồng nè. Đen vậy luôn nè. Dây. Hai trứng. Hai trứng. Đây cũng được hai trứng. Có dịch hả? Đi đi. Được được trứng nào không? Hai trứng. Tao cũng hai trứng. Giỡn với tao mày. Mày khó kiếm quá trời, dịch khó quá. Được hai trứng. Hai quầy. Ê, là đang bắt dịch, mình quay luôn. Có dịch hả? Ừ, con dịch. Đi đi. Tắt đi. Đi chạy xe lặng. Bắt rồi, ở đây có gom nè. Đu. Ừ, dịch đẻ. Đây, đây. Ở đây là mấy cái. Đó, đặng á, ở đặng không biết nó bị gì nữa không có đi. Ừ, nó bị liệt đi sụi vô người ta mới bỏ. Chứ không phải là tốt lành gì mà người ta để như vậy đâu. Ông này sao mà ổng hên vùa, tao được hai trứng cho tao thử thơ, thấy đi không à. Lùa dịch, lùa dịch được trứng nào không đó không? Hên là không có ông nào chủ chữ chết. Mày bốn trứng tao bốn trứng là đều rồi. Thấy không, thấy không, thấy không? Nó đưa đầu đó. Hộp, hộp. Này dịch này thật cái đám dịch hổm đó mày, đi rồi. Ừ, dịch hổm mà hổm đó. Hổm mà đi mình gặp đó mà mình tới đi lụm mà thấy không có trứng không có lụm đó. Dịch đẻ, dịch này là ngon luôn á. Thịt không đó. Dí nó, dí nó. Không thể tin được là nó con dịch này bị bự mày. Mấy dịch kia nó nhỏ mà. Con dịch này nó bị gì á? Hello.
Xin chào đồng chí. Lẹ nó chạy. Xương luôn mà. Hả? Đẻ không phụ xương. Bởi vì miếng dịch đẻ nó ốm. Mặn luôn hả? Có dao đâu mặn kìa. Dao đâu mặn? Mặn tay. Được không đó? Được không? Lên cây ấy đi. Đi. Để gọi đi. Phải lấy dép đi đồ lại. Cầm đi. Đi đi. Được cái rọ nữa. Nhẹ dữ mày. Cái này sao chắc ký luôn. Ừ, lấy thằng Vương đi ngồi gió đi rồi tôi. Cái gom lên nổ lông mà vui. Quay luôn. Quay. Thằng nào đi cũng được con vịt hết chứ. Tại vì cái mùa này người ta thả vịt nha bạn. Thả rồi mấy con vịt nó bị đa số nó có cái vấn đề gì chân. Và nó đi không kịp đàn rồi sót là rất là nhiều. Mà mấy con vịt kia thì nhỏ nhỏ. Mình ấy, con vịt hổ mình lụm á thì lông nó màu vàng mấy bạn nhớ không? Còn cái này nè, người ta sơn cái cánh nó màu hồng. Để phân biệt với mấy cái đàn vịt khác. Ở đây có rơm nhiều lắm nè. Sẵn đây thì mình làm món vịt nướng rơm. Vịt nướng rơm mà mình ăn ở trên đồng mình luôn. Thì ở đây về nhà cũng hơi xa, sớm giờ mình đi cũng chưa ăn cái gì nữa. Để mình đợi đó qua cái mình nói chuyện với bạn chứ tiếp nhé.